Ok, chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 16 của chúng ta. Câu số 16 chúng ta sẽ có là anh ta không bao giờ nghi ngờ rằng cô ta lại là một tên trộm, đúng không? Vì cô sẽ có như sau, câu này của chúng ta sẽ có như sau này. Ý A của cô, liệu câu 16 Ý A có đúng không? Ý A mà cho cái anh vợ anh lên đầu câu đảo ngữ, đúng không? Nhưng mà động từ cô đang ở thì quá khứ đơn mà đảo ngữ nó thành hiện tại âm thanh thì Ý A không đúng rồi. Nhá. Anh ta đã từng nghĩ rằng anh ấy đã từng nghĩ rằng cô ta không phải là trộm, ý B không phải. Vậy cô sẽ có ý C với cụm từ at no time, cụm từ đấy cũng có nghĩa là không bao giờ. Thì cô sẽ chọn câu số 16 là ý C, thỏa mãn về cả nghĩa và cả đảo ngữ. Sau 16 chuyển cho cô sang câu số 17 của chúng ta. Một số chuyên gia nghĩ rằng, nhận câu về dịch là một số nhà khoa học cho thấy rằng ảnh hưởng của một thiên thạch, nhận ảnh hưởng của một thiên thạch chưa? Mà xảy ra cách đây khoảng 65 triệu năm, đúng không? Có thể gây ra sự tuyệt chủng của các loài khủng long. Thì là một số nhà khoa học, một số chuyên gia nghĩ rằng ảnh hưởng của một thiên thạch mà nó xảy ra từ cách đây 65 triệu năm thì có thể gây ra sự tuyệt chủng cho các loài khủng long. Vậy cô sẽ có là ý A của cô thì sao? Sự tuyệt chủng của khủng long có thể được gây ra, có lẽ là đã được gây ra bởi một cái thiên à, bởi ảnh hưởng của một thiên thạch mà nó xảy ra từ 65 triệu năm trước. Vậy cô sẽ thấy là sự tuyệt chủng của khủng long có lẽ là được gây ra bởi ảnh hưởng của một thiên thạch mà nó xảy ra từ khoảng một khoảng làm sao ạ? Khoảng 65 triệu năm trước. Vậy chúng ta thấy là ý A có đúng không ạ? Cô sẽ thấy là ý A của chúng ta, người ta dùng công thức là could have cộng pháp P2 diễn tả một điều có thể đã xảy ra nhưng trên thực tế là không. Chúng ta để cái đấy lại nhé. Ý B của cô thì sao ạ? Theo như một số chuyên gia thì sự tuyệt chủng của khủng long bị gây ra, đúng không ạ? Bị gây ra bởi một thiên thạch mà nó va vào trái đất 65 triệu năm trước hoặc nhiều hơn. Ý A không, ý B không phải rồi. Một số chuyên gia thừa nhận rằng ảnh hưởng của một thiên thạch mà va vào trái đất. Ý C không phải rồi. Vậy câu 17 chúng ta sẽ có ý D của chúng ta. Chúng ta sẽ có câu này như sau ạ. Thế chứ là chúng ta sẽ có ý D của chúng ta. Chúng ta sẽ có câu này của chúng ta như sau. Theo quan điểm của một số chuyên gia thì cái sự tuyệt chủng của khủng long có lẽ đã là kết quả của cái việc một thiên thạch, đúng không ạ? Cái hậu quả của thiên thạch mà làm sao nó xảy ra, đúng không ạ? Nó xảy ra xấp xỉ khoảng 65 triệu năm trước. Vậy thì cô thấy là A với D của cô đều có cái công thức could have a P2, đúng chưa? Nhưng mà ý D của cô nó còn đưa được thêm cái quan điểm của các nhà chuyên gia vào đây. Nên cô sẽ chọn đáp án là ý D sát nghĩa nhất với câu ban đầu. Xong câu số 17 chuyển cho cô sang câu 18 của chúng ta. Cô ta biết nhiều về khoa học hơn tôi. Vậy là tôi không biết nhiều về khoa học như cô ấy. Vậy câu 18 cô chọn đáp án là ý A luôn, đúng về so sánh bằng. So sánh không bằng chứ, đúng không? Xong câu 18 chuyển cho cô sang câu 19 của chúng ta. Câu 19 lại một tiếp viên hàng không phục vụ chúng tôi. Cô ấy rất là lịch sự và đầy kiên nhẫn. Vậy cô sẽ có như sau. Một tiếp viên hàng không và cô ấy. Một tiếp viên hàng không, người mà phục vụ chúng tôi rất là nhã nhặn và kiên nhẫn. Chắc chắn mình không chọn ý B rồi. Which, đúng không? Không thể thay thế cho tiếp viên hàng không được. Chắc chắn mình không chọn ý D được rồi. Bởi vì là sao? Đại từ quan hệ. Ở đây đâu có cho làm chủ ngữ câu thì nó không dùng whom được. Vậy cô sẽ chỉ còn A và C mà thôi. Thế cô sẽ có như sau này. Một tiếp viên hàng không, câu này cô sẽ có là liệu chúng ta dùng mệnh đề hạn định hay mệnh đề không hạn định. Vậy cô sẽ có như sau. Nếu như chúng ta dùng mệnh đề không hạn định, tức là chúng ta bỏ mệnh đề đi đấy, mệnh đề đi thì câu vẫn phải đủ nghĩa cơ. Nhưng bây giờ này, nếu như chúng ta chỉ nói mỗi là một tiếp viên hàng không, chúng ta chẳng biết cái tiếp viên hàng không ấy là ai cả, đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ phải xác định đây sẽ là mệnh đề hạn định. Mà mệnh đề định thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án của câu 19 sẽ là ý C. Được chưa? Xong câu 19 chuyển cho cô sang câu 20 của chúng ta. Cô có từ wasn't wearing của chúng ta là thì quá khứ tiếp diễn này. Were của chúng ta là quá khứ. Vậy câu này là điều kiện, nó sẽ là điều kiện loại 3. Điều kiện loại 3 cô sẽ có như sau. Nếu như cô ta không đeo mũ bảo hiểm, nếu cô ta không đội mũ bảo hiểm thì cô ta đã không bị tai nạn. Chờ, vậy chúng ta sẽ như sau. Ở trên là phủ định thì ở dưới là khẳng định. Ở trên là khẳng định thì ở dưới phải phủ định. Vậy thì cô sẽ có, theo nguyên tắc như vậy thì cô chọn được câu 20 của chúng ta phải là ý D. Yeah. Nếu như cô ta đội mũ bảo hiểm, cô ta đã không bị thương. Xong câu số 20 chuyển cho cô câu 21. Thật là đáng tiếc tôi không thể nói tiếng Anh như người bản xứ. Bây giờ tôi ước giá như tôi có thể can, chắc chắn phải đổi thành could, đúng không ạ? Nên cô sẽ chọn được câu số 21 là ý A luôn. Chúng ta chọn rất là nhanh. Những cái câu mà chúng ta chắc chắn được chúng ta sẽ chọn rất là nhanh. Xong câu 21 chuyển cho cô sang câu 22 của chúng ta. Cái ngôn ngữ nào mà bạn thấy là khó để học nhất trong số tất cả Nhung hỏi. Vậy cô sẽ có câu này của chúng ta như sau. Câu dịch là Nhung hỏi là cái ngôn ngữ nào mà Hà thấy, đúng không ạ, rất là khó để học nhất. Vậy câu này của cô sẽ là câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Thì câu số 2 chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý A luôn, đúng không ạ?
Tại sao mình không chọn ý B? Vì chúng ta sẽ có là sự khác nhau giữa từ for và từ founded ở chỗ. Từ for là thấy, còn từ founded là thành lập. Vậy chúng ta sẽ chọn ý A chứ không chọn ý B. Tại sao mình không chọn ý C? Từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp nó phải là từ để hỏi chủ ngữ verb, ý C không phải, đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có tại sao mình không chọn ý D? Nhung hỏi Hà là ngôn ngữ nào mà bạn vẫn còn ngôi bạn ở đây là không đúng rồi. Chúng ta sẽ có câu số 23 của chúng ta. Câu 23 là âm nhạc to đến mức mà chúng tôi phải hét lên với nhau. Vậy nó dịch là chúng tôi không nói đủ to cho chúng tôi để nghe thấy nhau. 23 mình không bao giờ viết như vậy. Dạ, chúng ta sẽ có ý B là âm nhạc đấy quá to, người ta không dùng chu đi với that. Ý B sai. Cho ý C này, chúng tôi không nói đủ to để nghe thấy. Ý C cũng không đúng, vậy cô chọn ý D. Bởi vì nhạc to chúng tôi phải hét lên với nhau. Xong câu số 23 chuyển cho cô sang câu 24 của chúng ta. Cô ấy cố gắng hết sức để vượt qua kỳ thi lái xe mà cô ta không thể đỗ được. Vậy dịch là mặc dù cô ta không cố mà cô ta vẫn đỗ, ý A sai. Ý B là mặc dù có thể thi đỗ mà cô ta không đỗ, ý B sai. Đúng ạ. Ý C của cô, người ta áp dụng công thức đó là tính từ cộng với S cộng chủ ngữ verb phải đằng sau chủ ngữ verb. Vậy dịch là mặc dù cô ấy đã cố gắng mà cô ta không đỗ, 24 cô chọn ý C. Xong câu số 24 chuyển cho cô sang câu số 25 của chúng ta. Chúng tôi không muốn tiêu nhiều tiền, chúng tôi ở trong một khách sạn rẻ tiền. Cô nhớ câu này cô chữa nhiều lần rồi ạ. Thay vì tiêu nhiều tiền, chúng tôi ở trong một khách sạn rẻ tiền. Vậy câu số 25 chúng ta sẽ không chọn, chúng ta sẽ có này. Thay vì phải tiêu nhiều tiền, chúng tôi quyết định ở trong một khách sạn rẻ tiền. Vậy câu số 25 cô chọn ý A. Tại sao mình không chọn ý B? Ý B dịch là mặc dù tiêu nhiều tiền, chúng tôi ở trong khách sạn rẻ tiền. Ý B không hợp về nghĩa, đúng không ạ? Chúng tôi ở trong một khách sạn rẻ tiền nhưng chúng tôi phải tiêu nhiều tiền. Ý C cũng không hợp về nghĩa với câu ban đầu. Ý D là chúng tôi không muốn tiêu nhiều tiền, chấm chúng tôi ở trong khách sạn rẻ tiền. Thế câu này với câu đầu chả khác gì nhau cả. Chúng ta sẽ không chọn ý D. Xong câu số 25 chuyển cho cô sang câu 26 của chúng ta. Câu số 26 dịch là nếu như cái thông báo này mà sớm hơn thì mọi người đã có thể tham dự được. Vậy dịch là cái bài giảng đó được tổ chức muộn đến nỗi mà họ chả có người nào tham dự. Không phải, vấn đề nó liên quan đến thông báo cơ, đúng không ạ? Thế vậy chúng ta sẽ có ý B của chúng ta thì sao? Nhiều người đến muộn bởi vì thông báo muộn. Vậy câu số 26 sẽ là nhiều người đến muộn bởi vì thông báo muộn. Trong này người ta nói là nếu như thông báo sớm hơn thì nhiều người tham dự. Vậy ý B cũng không phải. Như ý C của chúng ta thì sao ạ? Ý C là thông báo muộn làm cho cái bài giảng đó có nhiều người tham gia. Ý C sai. Vậy câu số 26 chúng ta sẽ chọn được đáp án của câu số 26 sẽ là ý D. Ý D là chẳng có mấy người đến bởi vì làm sao? Bởi vì thông báo không sớm. Xong câu số 26 chuyển cho cô sang câu số 27 của chúng ta. 27 dịch là cô ta giơ tay cao để mà cô ta có thể thu hút sự chú ý của giáo viên. Bởi vì giáo viên thu hút cô ấy, ý A sai, đúng không ạ? Mặc dù cô ta giơ tay cao, cô ta không thể thu hút được sự chú ý của giáo viên, ý B không phải. Để thu hút sự chú ý của giáo viên, cô ta giơ tay cao, cô chọn 27 ý C. Xong câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28 của chúng ta. Bất cứ ai mà không đi học, đúng ạ, 25% của bài học thì sẽ không thể đỗ. Nhỡ 28 mình sẽ dịch câu đấy như vậy. Câu 28 dịch là bất cứ ai mà nghỉ hơn, sorry, 50-50, bất cứ ai mà nghỉ hơn 50% số bài học thì sẽ bị trượt. Vậy cô sẽ có như sau. Những cái người mà vắng hơn một nửa thì sẽ bị trượt. Vậy câu 28 cô chọn được ý A luôn, đúng không? Câu số 29 của chúng ta. Họ giàu, họ không có một gia đình hạnh phúc mặc dù vậy. Vậy dịch là mặc dù họ giàu nhưng họ không hạnh phúc. Ý A đã có although thì không dùng but, cô sẽ không chọn ý A. Ý B người ta dùng rich là tính từ. Chúng ta sẽ có công thức đó là tính từ cộng với as hoặc though cộng chủ ngữ verb. Nhờ cộng chủ ngữ verb phải đằng sau chủ ngữ verb. Vậy câu dịch là mặc dù họ giàu họ không có một gia đình phúc, 29 cô chọn ý B. Xong câu số 29 chuyển cho cô sang câu 30 của chúng ta. Một học sinh thi trượt bởi vì cô ta, bởi vì anh ta không để ý cái hướng dẫn bài làm. Vậy chúng ta sẽ có hướng dẫn bài làm ở trên đầu của mọi trang. Vậy cô sẽ có câu này của chúng ta như sau. Một học sinh thi trượt bởi vì anh ta, đúng không? Bởi vì anh ta không để ý đến cái hướng dẫn mà có ở trên đầu mỗi trang. Vậy thì cô sẽ chọn được câu số 30 của chúng ta là ý A. Hợp lý cả về nghĩa và cả ngữ pháp. Ở trong này người ta dùng, người ta kết hợp với đằng sau bằng cách là rút gọn mệnh đề quan hệ bằng cách dùng verb in. Ok các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài hôm nay của chúng ta. Nếu như các bạn có bất cứ thắc mắc gì, các bạn hãy comment dưới bài viết trong nhóm của chúng ta nhé. Xin chào, gặp lại các bạn ở video ngày mai.